Ruby chào cả nhà nha. Thì Ruby đang đứng tại chùa Quảng Đức. Chùa Quảng Đức nằm ở xã Đức Bình, Tánh Linh, Bình Thuận ha. Ở trong này các Phật tử đang trang trí Tết trong này nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ vô mình dạo một vòng ha cả nhà ha. Cùng theo chân Ruby dạo ngôi chùa một tí nha cả nhà. Ở trên này là thiền đường nha cả nhà. Thì các Phật tử nhỏ nhỏ đang làm trang trí hoa mai, hoa đào ở trên này ha. Bên này thì các thầy và các sư cô trang trí bông nha cả nhà. Bên này thì các thầy đang trang trí bông nè cả nhà, rất là đẹp ha. Đó, những chậu hoa lan rất là đẹp luôn. Dưới này là lan nè cả nhà. Lan nở bông rất là đẹp nha. Còn đây là mặt trước nha cả nhà. Thì bên trái bên phải đều trang trí những cái ô nhìn rất là đẹp ha.
Còn đây là chánh điện nha cả nhà. Thì trước là có Phật Di Lặc ha, rồi cái sân, rồi tới đi leo lên trên núi là có cái chánh điện ha. Thì trên này công nhân đang trang trí lại hoa nha cả nhà, đang dọn dẹp cây cảnh. Đây là trên sân nhìn xuống ha, hơn trước. Thì video tới đây Ruby cũng xin tạm dừng nha. Thì năm mới Ruby không có gì hơn chúc cho tất cả mọi người luôn được vui vẻ, hạnh phúc, bình yên bên gia đình, đón một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Giờ thì Ruby xin chào tạm biệt nha, bye.